Xin chào các bạn đến với kênh shop quà tặng thủy tinh phong thủy thành BC. Đầu tiên các bạn cùng dùng một ngụm trà để mà thưởng thức cái vị trà cùng với một cái nén hương trầm để mà có được một cái không khí thư giãn. Hôm nay Thành sẽ nói về cách để tăng cường năng lượng trong ngôi nhà của bạn. Thì làm sạch nhà cửa không có nghĩa là chỉ dọn dẹp rác cũng như những cái thứ linh tinh bề bộn. Những thứ đó chỉ là một phần tạo nên năng lượng xấu trong ngôi nhà. Để vùng không gian sáng thực sự là nơi sống an vui cho những người trong nhà thì các bạn phải làm sạch cả về vật chất lẫn tinh thần. Thành sẽ nói về phần dọn dẹp về mặt tinh thần. Thường xuyên loại bỏ những cái món đồ không còn sử dụng là bước đầu tiên trong việc dọn dẹp không gian tinh thần. Bước đầu tiên này cũng là một bước quan trọng, bởi vì sự thịnh suy của một ngôi nhà cùng với những cái người cư ngụ trong đó tùy thuộc vào trường năng lượng của ngôi nhà đó. Trường năng lượng này luôn luôn phải được làm sạch sẽ để cho tất cả năng lượng âm cũng như từ khí và sát khí không có cơ hội tích lũy đến mức có thể đe dọa đến những người ở trong nhà. Mọi thứ liên quan đến việc làm sạch trường năng lượng âm độc hại luôn luôn bắt đầu ở mức độ làm sạch thế giới vật chất, loại bỏ đồ đạc, những thứ không còn dùng đến nữa để xua tan đi năng lượng âm tù hãm và kích hoạt năng lượng dương trong nhà. Tuy nhiên, khi những thứ linh tinh tạp nhạp đã được dọn sạch thì thường vẫn còn một cái năng lượng âm sót lại. Vì thế, bạn phải biết được cách dọn dẹp về mặt tinh thần. Tiếp theo là áp dụng nghi thức đơn giản để tăng cường năng lượng dương. Kích hoạt năng lượng trong nhà khiến cho cái nhà của mình có một cái vùng không gian gọi là an toàn, hòa hợp và thịnh vượng. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ở đâu? Thì có 3 bước khởi đầu trong việc làm sạch và tăng cường cái trường năng lượng dương trong nhà. Chú ý, bạn không thể nhìn thấy năng lượng mà chỉ có thể cảm nhận được nó. Điều quan trọng là bạn phải tuân thủ 3 bước này trước khi thực hiện công việc dọn dẹp về mặt tinh thần nhé. 3 bước này như sau. Thứ nhất là mình phải xây dựng một cái quyết tâm và mong muốn tạo ra một cái môi trường hài hòa cho không gian nhà. Thứ hai là phải làm sạch về mặt tinh thần như là dùng nhang, trầm, âm thanh, sự quán tưởng để làm sạch cái vùng không gian tinh thần. Và thứ ba là nghi thức thì hướng thành quả cho việc dọn dẹp tinh thần đến cho những người ở trong nhà hiểu được những điều mình đang làm. Thì với 3 cái bước đơn giản như vậy thì chúng ta sẽ thay đổi được cái không khí của ngôi nhà. Thì không khí tinh thần rất là quan trọng. Khi một ngôi nhà, bạn đi ngoài đường mà nhìn rất nhiều ngôi nhà, nhưng có những ngôi nhà nhìn vào nó sẽ rất là tối, và có những ngôi nhà bạn nhìn vào rất là sáng. Và bước vào trong thì có ngôi nhà nó rất là lạnh và có ngôi nhà nó rất là ấm cúng. Thì các bạn sẽ tự hiểu được những điều mà Thành nói hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
Chúc các bạn luôn luôn có cuộc sống bình an và hạnh phúc, có nhiều năng lượng trong công việc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh ủng hộ cho Thành nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.